Xin chào quý vị khán giả kênh Đường Phố Sài Gòn. 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020, kênh Đường Phố Sài Gòn xin được phép gửi đến quý vị hình ảnh của Đường Phố Sài Gòn trong dịp kỷ niệm 45 năm này. Ở đây là khu vực ngã tư Thủ Đức quý vị. Phía bên kia cầu vượt là cái tòa nhà cao cao là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, là thuộc là quận Thủ Đức, đường Võ Văn Ngân. Còn cái khu vực tôi đứng đây là đường Lê Văn Việt thuộc quận 9. Bây giờ tôi sẽ từ ngã tư Thủ Đức theo xa lộ Hà Nội để mà vào khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thì do là cái cầu vượt này nó che rồi cho nên là quý vị sẽ không thấy được cái thác nước, một trong những cái biểu tượng ở khu vực mà ngã tư Thủ Đức này, thác nước của nhà máy nước Thủ Đức. Xa lộ Hà Nội còn có hai tên gọi khác. Trước năm 1960 được gọi là quốc lộ 52 và sau đó được gọi là xa lộ Biên Hòa. Đây là con đường nối liền thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai. Năm 1957, người Pháp đã bắt đầu cho xây dựng con đường này. Đến năm 1962 thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa dưới sự đầu tư của Mỹ đã cho xây dựng thành xa lộ có chiều dài 31 km, bắt đầu từ cầu Sài Gòn đến điểm cuối là ngã ba chợ Sạch Biên Hòa. Theo như trang Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia chia sẻ thì tại thời điểm xây dựng, xa lộ Biên Hòa này được cho là có thể sử dụng làm đường bay quân sự giải chiến. Tuy nhiên, năm 1971, nó đã được xây con lương phân chia xa lộ Biên Hòa thành hai chiều riêng biệt để giảm tai nạn giao thông. Thời điểm lúc bấy giờ thì lòng xa lộ Biên Hòa chỉ rộng 21 m. Năm 1985, nhân dịp thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội kết nghĩa với nhau, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đặt tên cho một đoạn xa lộ Biên Hòa từ ngã ba trạm 2 đến cầu Sài Gòn là xa lộ Hà Nội, lộ giới 120 m và dài khoảng 7.750 m. Đi dọc theo trục xa lộ Hà Nội thì có thể nhìn thấy được tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh là hệ thống những tuyến đường metro đang được lên kế hoạch và xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 8 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài là 169 km, một tuyến xe điện 12,8 km và 2 tuyến đường ray đơn dài 43,7 km. Đây là hệ thống đường sắt đô thị thứ hai tại Việt Nam sau thủ đô Hà Nội. Theo như Ban Quản lý Đường sắt đô thị chia sẻ, thì vào ngày 13 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 4856/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành Suối Tiên, với một số nội dung điều chỉnh trong đó. Tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là thời gian hoàn thành công trình đưa vào khai thác thì quý 4 năm 2021, thời điểm kết thúc công tác hỗ trợ vận hành bảo dưỡng thì năm 2026. Hướng tuyến là Bến Thành tại quảng trường Quách Thị Trang, đường Lê Lợi, Nguyễn Siêu, đường Ngô Văn Năm, đường Tôn Đức Thắng, đường Ba Son, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Văn Thánh, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội và kết thúc tại địa bóc Tân Bình. Tổng chiều dài là khoảng 19,7 km, trong đó 2,6 km đi ngầm và 17,1 km là đi trên cao. Số lượng ga là 14, 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Địa bóc đặt tại phường Long Bình, quận 9 với diện tích là 20 hectare. Nhà tài trợ là Nhật Bản. Tuyến đường này được định hướng kéo dài từ ga Suối Tiên đến Bình Dương và đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong tương lai. Dự án có 4 gói thầu chính. Gói số 1 xây dựng đoạn đi ngầm gồm 2 gói thầu. Gói số 1A từ ga trung tâm Bến Thành, ga Nhát thành phố, bao gồm là nhà ga ngầm Bến Thành và đoạn đường hầm metro dài 515 m. Gói số 1B từ ga Nhà hát thành phố đến ga Ba Son, gồm 2 nhà ga ngầm và đoạn đường hầm metro dài 1.315 m. Gói số 2 xây dựng đoạn đi trên cao và đề bót dài 17,1 km từ ga Ba Son đến địa bàn Bình Dương. Gói số 3 mua thiết bị cơ điện, đường ray, toa xe và bảo dưỡng. Gói thứ 4 hệ thống công nghệ thông tin cho văn phòng công ty khai thác vận hành. Là
vực Trạm Vé xa lộ Hà Nội, và đây là nhà máy xi măng Hà Tiên, một trong những biểu tượng kỳ lân xanh trên cái trục đường xa lộ Hà Nội này ngày nay, và xa lộ Biên Hòa ngày trước thì đã không còn nữa. Nhà máy xi măng Hà Tiên này đang trong quá trình tháo dỡ để xây dựng một cái khu đô thị mới. Và qua khu vực mà trạm thu phí xa lộ Hà Nội, nhà máy xi măng Hà Tiên thì trước mặt quý vị là khu vực cầu Rạch Chiếc. Dọc theo cái tuyến đường xa lộ Hà Nội, và phía bên tay phải màn hình của quý vị vẫn là trục đường của tuyến xe điện Metro Bến Thành Suối Tiên. Thập niên 90 tôi nhớ ở khu vực mà cầu Rạch Chiếc này, phía bên tay phải này có một cái nhà hàng nổi, và hôm đó thì nhà hàng nổi thì xảy ra cái vụ cháy, và cái nhà hàng nổi, một phần của nhà hàng nổi đã bị chìm xuống khu vực cầu Rạch Chiếc này. Và tôi nhớ là lâu lắm, ở một thời gian lâu lắm sau đó thì họ mới trục vớt cái nhà hàng nổi, cũng như là di dời cái nhà hàng nổi đi. Và qua cái khu vực cầu Rạch Chiếc này là chia tay với địa bàn quận 9 và quận Thủ Đức, thì vào cái địa bàn quận 2. Tôi vẫn nhớ rằng là ngày trước mà vừa quanh đây thì hai bên con đường này là cánh đồng lúa, người ta trồng lúa rất là nhiều, người ta canh tác lúa ở tại khu vực con đường này. Và cứ mỗi chiều chiều thì chiều mát cuối tuần thì những cánh đồng trống như vậy thì người ta đến đây, người ta thường hay là thả diều. Và thời đời của tôi thì năm khoảng năm 90 rồi năm tới năm 2000 thì người ta cũng có chơi những cái máy bay mô hình mà đổ bằng xăng điều khiển từ xa ở khu vực mà quận 2 này. Nếu chúng ta quẹo về hướng bên trái là đi theo cái con đường là đường Mai Chí Thọ thì sẽ dẫn quý vị về tới một là hầm Thủ Thiêm, qua hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn về quận 1, hai là đi về khu vực là phà Cát Lái theo đường Đồng Văn Cống. Phà Cát Lái thì có thể đi về là Nhân Trạch, Đồng Nai được. Chúng ta vẫn đi theo con đường xa lộ Hà Nội, khu vực bên đây là khu vực địa bàn quận 2. Do năm nay là ảnh hưởng dịch coronavirus, cái con COVID-19 hoàn thành, cho nên là đường xá Sài Gòn cũng khá vắng vẻ. Không chỉ thời điểm 30 tháng 4 năm 2020 này, và từ hồi sau Tết Nguyên Đán thì dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu là bùng phát, thì đến ngày 1 tháng 4 năm 2020 thì Thủ tướng Chính phủ là thông báo ra một cái thông báo là đề nghị là giãn cách xã hội, cách ly toàn quốc, thì ai ở nhà nấy, thành phố này cách ly với thành phố kia, tỉnh này cách ly với tỉnh kia, xã này với xã kia, thôn này với thôn kia, và nhà này cách ly với nhà kia, ai ở nhà nấy. Trên cái trục xa lộ Hà Nội quận 2 này thì phía bên tay trái quý vị là siêu thị Mega Market, tiền thân của nó là siêu thị Metro. Sau thời gian thì siêu thị Metro này hiệu quả và hoạt động không hiệu quả, cho nên đã bán cái siêu thị này, và cái người chủ nhân mới của siêu thị này đặt tên siêu thị là Mega Market. Và phía bên tay phải là khu vực trung tâm mua sắm Wincom Plaza, thuộc tập đoàn Winrup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Xa xa quý vị thấy là Landmark 81,
khu vực Tân Cảng Sài Gòn, song song lên mặt 81 là cầu Sài Gòn. Do là đường nhựa nhưng mà có những cái điểm gờ nên là chạy xe bị rung lắc, mong quý vị thông cảm. Khu vực ngã ba này là ngã ba đường Quốc Hương và đường xa lộ Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ qua cầu Sài Gòn. Đây là cái cầu Sài Gòn, lại cái cầu Sài Gòn cũ nha quý vị. Phía bên tay trái quý vị là khu vực cầu Sài Gòn mới. Xây sau này thôi, cầu Sài Gòn cũ. Chúng ta vẫn đang đi trên cầu Sài Gòn cũ nè, bắc qua sông Sài Gòn. Ở xa xa là cái khu vực khu đô thị, khu dân cư cao cấp, có những cái tòa nhà lên mặt 1, lên mặt 2, tới lên mặt 8. Bên cạnh đó thì có cái trung tâm mua sắm thương mại lên mặt 81. Qua cầu Sài Gòn là chúng ta vào đây địa bàn là quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cầu vượt này là của thuộc tuyến đường là Metro Bến Thành Suối Tiên. Chúng ta vào cái khu vực và Văn Thánh đây ạ. Quý vị có thể thấy là những cái cây hoa, có những cái đóa hoa hồng. Dọc cái con đường này thì hai bên đường trồng rất là nhiều cây hoa càng hồng. Hoa càng hồng thì đặc biệt năm nay nó nở sớm hơn mỗi năm. Thì mỗi năm tầm tháng 3, tháng 4 cho đến tháng 6. Nhưng mà riêng năm nay có lẽ do thời tiết thay đổi cho nên là khoảng tháng 2 là hoa càng hồng đã bắt đầu nở rộ rồi. Ở khu vực phía trước mặt quý vị là khu vực mà ngã tư Hàng Xanh. Tôi đến ngã tư Hàng Xanh này tôi sẽ rẽ tay trái để đi về Thị Nghè, qua cầu Thị Nghè để vào khu vực trục đường Lê Dũng vào hội trường Thống Nhất. Còn nếu mà cái khu vực này quý vị vẹo tay trái, xin lỗi, nếu quý vị vẹo tay phải thì sẽ đi về khu vực mà Sa Cảng Miền Đông hay gọi là bến xe Miền Đông.
Theo như báo Pháp Luật đã chia sẻ, thì địa giới khu vực Thị Nghè hiện nay bao gồm các phường 17, phường 19 và phường 21 thuộc quận Bình Thạnh. Thị Nghè là một địa danh có bề dày lịch sử gắn liền với vùng đất Sài Gòn Gia Định từ hơn 300 năm qua. Thị Nghè xưa là vùng đất cao được bao quanh bởi sông Sài Gòn và nhiều con rạch nhỏ, nằm trên đường Thiên Lý Bắc Nam, được lập từ năm 1748. Vùng Thị Nghè xưa là nơi có ruộng tịch điền, có đàn xã tắc, có miếu thờ thần nông, đàn tiên nông. Nay là khu vực trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, có văn thánh miếu thờ Khổng Tử, trường tỉnh Gia Định, nay là khu vực văn thánh. Trên địa bàn Thị Nghè xưa cũng đã từng có các cơ sở công nghiệp như hãng chén, nay là công ty Sứ Thiên Thanh, hãng dầu Phú Mỹ, hãng Autobus, nay là trường Phú Mỹ gần khu vực cầu Ngô Tất Tố. Đặc biệt Thị Nghè là nơi có nhà in đầu tiên ở Sài Gòn, nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết ra đời năm 1917, nằm gần đầu cầu Thị Nghè, là nhà in lớn kim nhà sách. Thì đến trước năm 1975, nhà in Nguyễn Văn Viết không còn chữ Joseph mà cũng không còn bán sách. Chuyện đọc chệch tên đất, tên rạch, tên cầu, thậm chí cả tên người ở Nam Bộ cũng khá phổ biến. Như tên chợ, tên rạch, tên cầu Thị Nghè, ban đầu là Bà Nghè, nhưng không biết từ lúc nào đó bị gọi chệch thành Thị Nghè. Bà Nghè tên thật là Nguyễn Thị Khánh, trưởng nữ của quan Khâm Sai, chánh thống Vân Trường Hầu Nguyễn Cửu Vân. Ở khu vực này hiện nay có con đường là Nguyễn Cửu Vân, nối với đường Điện Biên Phủ và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong gia đình Thành Thông Chí, một Trấn Phiên An, Trịnh Hoài Đức có viết: bà có chồng là thư ký mổ, nên người đương thời gọi là bà Nghè mà không xưng tên. Sở dĩ có tên gọi ấy là do bà Nghè có công khai hoang đất ở, cho bắc cầu ngang qua rạch để tiện việc đi lại nên gọi là cầu Bà Nghè. Và khúc sông chảy qua cầu cũng được gọi là sông Bà Nghè. Đây là khu vực cầu Thị Nghè. Thì qua cầu Thị Nghè này thì quý vị sẽ thấy bên tay trái màn hình quý vị là khu vực sở thú, hay còn gọi là Thảo Cầm Viên, Sài Gòn. Theo như trang Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ, thì nơi này được xây dựng vào ngày 23 tháng 3 năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Lúc đầu người Pháp muốn dùng nơi này để nâng cao văn hóa và các hoạt động bảo tồn động thực vật, cũng như phục vụ công trình nghiên cứu cho các nhà khoa học Đông Dương. Theo lệnh của Đô Đốc, một thú y sĩ của quân đội Pháp được giao nhiệm vụ mở mang 12 hectare vùng đất hoang ở phía đông bắc rạch Thị Nghè để làm nơi nuôi thú và ươm cây. Người dân Sài Gòn khi ấy quen gọi Thảo Cầm Viên Sài Gòn là sở thú, và tên gọi phổ thông này được gắn liền với Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho đến tận hôm nay. Đến năm 1869, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mở cửa thường trực cho công chúng vào xem. Tại thời điểm đó, công viên có 509 loài động vật, trong đó có 120 loài thú, 344 loài chim và 45 loài bò sát. Trong khoảng thời gian từ năm 1924 đến năm 1927, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sáp nhập thêm 13 hectare bên bờ bắc rạch Thị Nghè, trải nhựa đường nội bộ trong khuôn viên, bổ sung các giống cây lạ từ Nhật Bản, xây dựng các chuồng thú có quy mô lớn và kiên cố như chuồng lồng tròn để nuôi khỉ, chuồng cọp. Được chế độ Ngô Đình Diệm thì san bằng và cho xây dựng lại, là đặt tên là Dinh Thống Nhất. Phía bên tay trái quý vị là khu vực mà đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi dịp mà 30 tháng 4 thì đài truyền hình lại tổ chức một cái giải đua xe đạp. Đặt tên giải đua xe đạp này là Non Sông Liền Một Giải. Có những cái chặng đua từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Đà Lạt. Rồi cũng có những cái chặng đua mà từ Hà Nội vào trong tới miền Nam này. Riêng cái mùa dịch COVID-19 này thì giải đua xe đạp đó đã không còn tổ chức, mà chỉ là tổ chức theo dạng là đua xe tại chỗ, đua xe qua màn ảnh TV. Chúng ta vẫn đi dọc theo trục đường Lê Dũng, và phía bên tay phải quý vị là lãnh sự quán Mỹ. Muốn đi Mỹ thì nộp hồ sơ ở khu vực lãnh sự quán đây. Trước năm 75 thì đây chính là tòa đại sứ Mỹ ở tại miền Nam Sài Gòn.
của nàng. Tôi nhớ chỉ người ta. Sáng nay thì có rất là nhiều người đang đứng đây để chụp hình. Đây nam thanh nữ tú đứng chụp hình ở khu vực công viên của Dinh Thống Nhất. 45 năm 34/95 2020. Nếu như mà thời điểm này vào năm trước thì khu vực này thì họ đã ngăn đường, không có thể là vào trong cái khu vực này được, bởi vì là thường là buổi sáng ngày 30 tháng 4 thì có một cái dãy đua xe đạp là cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một dãy, thì về đích sẽ là tại khu vực đường Lê Duẩn trước hội trường Thống Nhất, và ngày trước năm 75 gọi là Dinh Độc Lập. Nhưng mà hôm nay thì do đại dịch COVID-19A, do con coronavirus hoành hành, cho nên là cái giải đấu này là không còn là tổ chức nữa. Thì bây giờ tôi sẽ dạo một vòng nữa qua khu vực nhà thờ Đức Bà, những cái trục đường lớn ở tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cho quý vị xem nhé. Công viên 30 tháng 4 là một trong những công viên ở tại quận 1, đối diện với hội trường Thống Nhất và nằm sau lưng nhà thờ Đức Bà. Công viên có tổng diện tích mặt bằng khoảng 3,5 hectare, trong đó cây xanh chiếm 2,5 hectare. Công viên giao với các con đường gồm Hàng Thuyên, Alexander Road, Phạm Ngọc Thạch và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cặp đôi đường Hàng Thuyên và đường Alexander Road như để vinh danh hai nhân vật có công lao phát triển, truyền bá chữ Nôm và chữ Quốc ngữ ở Việt Nam. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, công viên 30 tháng 4 sẽ kết nối với tuyến đường số 4 Thạnh Xuân, khu đô thị Hiệp Phước tại ga Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Góc công viên 30 tháng 4 gần nhà thờ Đức Bà là nơi mà nhiều người Sài Gòn chọn để thư giãn, thưởng thức cà phê được mua từ những người bán hàng rong tại khu vực này. Do không có bàn ghế hay cửa hàng nên người ta thường hay trải giấy báo ra mặt đất rồi ngồi xuống tờ giấy báo đó. Cách ngồi và uống cà phê như vậy người ta gọi là cà phê bệt. Từ đầu năm 2018, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn chính thức được khởi công đại trùng tu sau 138 năm tuổi giữa lòng đô thị Sài Gòn. Công trình tôn giáo đặc biệt này là một phần phiên bản kiến trúc của nhà thờ Đức Bà Paris Pháp. Việc sửa chữa tuân thủ theo nguyên tắc tỉ mỉ, thận trọng nên công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến. Nhà thờ Đức Bà xây năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa Thánh Vatican phong hàm Tiểu Vương Cung Thánh Đường từ năm 1959. Tên gọi chính thức là Vương Cung Thánh Đường Chính Tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là công trình kiến trúc đặc sắc từ thời Pháp thuộc. Toàn bộ vật liệu xây dựng từ xi măng, sắt thép đến ốc vít được mang từ Pháp sang. Do nằm ở khu vực trung tâm quận 1, lại là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, nên đây là địa điểm người dân thường hay tập trung vào những dịp lễ Tết, nhất là lễ Giáng sinh. Ngày thường, quanh nhà thờ Đức Bà là địa điểm quen thuộc của nhiều bạn trẻ và cũng như nhiều cô dâu chú rể đến đây chụp hình cưới. Không chỉ với người dân thành phố, nhà thờ Đức Bà còn là điểm tham quan của rất nhiều khách du lịch quốc tế. Mỗi ngày có hàng trăm đoàn đến tham quan dự lễ tại Thánh Đường. Có lẽ trên trục đường Phạm Ngọc Thạch này nổi tiếng với Hồ Con Rùa, và theo như trang thông tin điện tử quận3.hochiminhcity.gov.vn đã chia sẻ thì Hồ Con Rùa ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có tên chính thức là Công trường Quốc tế, là nút giao của các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần. Xung quanh hồ tập trung rất nhiều nhà hàng, quán bar, cà phê nên khu vực này luôn nhộn nhịp từ sáng đến khuya. Thời điểm xây dựng Hồ Con Rùa chưa được xác định chính xác, song một số tài liệu cho là nó được xây dựng khoảng từ năm 1965 đến 1967. Người thiết kế là kiến trúc sư Nguyễn Kỳ.
Do có kiến trúc kỳ lạ, Hồ Con Rùa được gắn với giai thoại là trấn yểm Long Mạch của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Theo lời thuật của tác giả Huỳnh Bá Thành trong cuốn sách Vụ án Hồ Con Rùa được nhà xuất bản Tuổi Trẻ xuất bản năm 1982, có giai thoại truyền miệng kể là vào năm 1967 khi tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã cho mời một thầy phong thủy người Hoa nổi tiếng đến coi thế đất tại Dinh Độc Lập. Ông thầy phong thủy này khen dinh được xây trên Long Mạch, con rồng này có đậu nằm ngay vị trí Dinh Độc Lập, vì vậy Dinh Độc Lập còn có tên gọi là Phủ Đầu Rồng, và đuôi rồng nằm tại vị trí công trường chiến sĩ lúc bấy giờ. Tuy phát hưng vượng nhưng do đuôi rồng hay vùng vẫy nên sự nghiệp không bền, cần phải cúng yểm bùa bằng cách đúc một con rùa lớn để trấn yểm đuôi rồng, không cho nó vùng vẫy mới giữ được ngôi vị tổng thống lâu dài. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Thiệu đã nghe theo và cho xây dựng một hồ nước có hình bát quái, phỏng theo bát quái trận đồ, một biểu tượng phong thủy thường dùng để trấn yểm của người xưa, và cho đặt một con rùa lớn đúc bằng đồng ngay chính giữa hồ. Chính vì thế, nhiều người cho rằng kiến trúc tháp cao giống như hình một thanh gươm hoặc một cây đinh khổng lồ đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng, và khuôn viên hồ nước có hình bát quái, bên giữa có hình âm dương. Chụp đèn đỏ luôn. Như trang tin điện tử zin.vn đã chia sẻ thì đường Đồng Khởi là con đường sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, đã chứng minh vị thế độc tôn của mình qua hơn 150 năm gắn liền với lịch sử phát triển của thành phố phát triển năng động. Năm 1861, khi Sài Gòn lọt vào tay người Pháp, đường Đồng Khởi ngày nay đã có một quá trình dài góp mặt vào sinh hoạt của cư dân địa phương. Nhưng phải chờ đến ngày 1 tháng 2 năm 1865 khi đại đốc người Pháp đổi tên cho con đường là đường Catinat mới thực sự mở ra thời kỳ vàng son cho chính nó và cả thành phố Sài Gòn, nằm ở quận 1, trung tâm kinh tế văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Với vị trí đắc địa và thường xuyên thu hút một lượng lớn du khách từ trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú và kinh doanh, khiến cho đường Đồng Khởi từ lâu trở thành con đường vàng của những nhà đầu tư bất động sản. Theo thông tin từ cuộc khảo sát giá đất thị trường tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố của Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh, giá đất tại tuyến đường Đồng Khởi có mức giá gần 600 triệu một mét vuông, cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Đường Đồng Khởi tự hào là một trong những công trình văn hóa đồ sộ như nhà hát thành phố, nhà thờ Đức Bà, quảng trường, đến những cơ quan chính phủ như Dinh Thống đốc Nam Kỳ, tòa đô chính, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và hàng loạt khách sạn sang trọng tồn tại đến tận hôm nay như Continental, Majestic, Grand Hotel Sài Gòn. Nay con đường danh giá này mang thêm màu sắc đương đại từ những công trình đẳng cấp năm sao như tòa tháp đôi của trung tâm thương mại Wincom và khu căn hộ cao cấp Vinhome Đồng Khởi, tòa nhà Opera House, vân vân. Đây là những công trình hiện đại phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí mua sắm cao cấp, tập trung những thương hiệu hàng đầu với hệ thống nhà hàng sang trọng, dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu. Trong một tương lai không xa, chỉ vài năm nữa thôi, tuyến đường này càng trở nên cực kỳ quan trọng khi một góc Đồng Khởi từ quảng trường nhà hát lớn nhìn ra đường Nguyễn Huệ, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động. Sự hòa quyện giữa lịch sử, hiện tại và tương lai của con đường này sẽ là giấc mơ về một nơi lưu trú mà bất kỳ người dân Sài Gòn nào cũng muốn có. Bây giờ tôi... Vị trí đường Nguyễn Huệ nằm trên địa bàn phường Bến Nghé, quận 1, bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn.
chính diện trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh qua ngã ba Hải Triều bên trái, ngã tư Ngô Đức Kế, các ngã ba Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp bên trái, Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Thiếp bên phải, ngã tư Lê Lợi. Lịch sử con đường này là thuộc loại xưa nhất, lớn nhất vùng Sài Gòn, có từ ngày người Pháp mới bắt đầu xây dựng thành phố. Nhiều người vẫn còn gọi là đường Kinh Lấp vì đây là có con kênh bị lấp lại. Ngày 22 tháng 3 năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Nguyễn Huệ, và sau năm 1975, tên đường Nguyễn Huệ vẫn được giữ cho đến ngày nay. Ngã tư giữa đại lộ Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi thời Pháp thuộc có xây một cái bồn binh, còn gọi là bồn binh hay là vòng xoay giao thông. Mỗi chiều thứ bảy, tại bệ này có mấy chú lính sang đá trỏ nhạc tay cho người dân thưởng thức, còn gọi tên dân giả là bồn binh bồn kèn. Sau đó, bồn binh được sửa chữa thành một vòng xoay giao thông, có đài phun nước ở giữa, xung quanh trồng những cây liễu nhẹ nhàng, thước tha đẹp và rất thanh thoát, nên còn gọi là bồn binh cây liễu. Đến năm 2015, khi đại lộ Nguyễn Huệ được cải tạo, khu vực này được san lấp bằng phẳng và biến thành nơi trình diễn nhạc nước. Nhưng rồi đến năm 2019, khu vực này lại tiếp tục được thiết kế và xây dựng lại đài phun nước với một hồ nước hình tròn mang hình ảnh của bồn binh bồn kèn của Sài Gòn ngày xưa. Cho đến thế kỷ 20, con đường này vẫn là chợ hoa xuân chính của người dân Sài Gòn. Mỗi dịp Tết Nguyên Đán, đây là nơi tập trung mua bán hoa Tết cây cảnh, nên con đường này khi đó còn gọi là chợ Tết Nguyễn Huệ. Nhà vườn tập kết hoa ở bến Bạch Đằng, sau đó phân bổ vào từng ô đã quy định sẵn trên đường Nguyễn Huệ. Sau một thời gian gián đoạn, từ Tết Giáp Thân năm 2004, chợ hoa Nguyễn Huệ đã khôi phục nhưng với diện mạo mới, không còn cảnh mua bán, chào mời mặc cả, con đường với hoa là hoa nhưng được bày biện sắp đặt công phu, chỉ dành cho việc thưởng ngoạn của khách du xuân. Và cũng từ năm này, cứ vào dịp Tết, đường Nguyễn Huệ còn có một tên gọi khác là đường hoa Nguyễn Huệ. Ngày 29 tháng 4 năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành công trình quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ với chiều dài 670m, rộng 64m. Toàn bộ trục đường từ trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến bến Bạch Đằng, đường Nguyễn Hữu Cảnh được lát đá granite với hai đài phun nước và hệ thống cây xanh. Bên dưới quảng trường có hệ thống ngầm gồm trung tâm theo dõi, trung tâm điều khiển nhạc nước, ánh sáng, hệ thống nhà vệ sinh hiện đại. Mỗi ngày có hàng nghìn người đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mặc dù nhiều người gọi là phố đi bộ, nhưng thực tế xe cộ vẫn được chạy hai bên đường của đại lộ Nguyễn Huệ, ngoại trừ buổi tối thứ bảy và chủ nhật. Vào năm 2015, đường Hoa Tết Ất Mùi được tổ chức trên đường Hàm Nghi này. Vào những năm trước năm 2015 thì đường Hoa Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức ở đường Nguyễn Huệ, nhưng do đường Nguyễn Huệ được nâng cấp và cải tạo, thi công tuyến metro Bến Thành Suối Tiên nên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chọn tuyến đường Hàm Nghi quận 1 để tổ chức đường Hoa Tết Ất Mùi năm 2015. Còn nhớ đoạn đường này dài 580m từ đoạn đầu tiếp giáp bồn binh Quách Thị Trang đến đường Hồ Tùng Mậu, được bố trí làm đường hoa Tết với ba phân đoạn chính là Hào khí Việt Nam, Bản sắc Việt và Vinh quang Việt Nam. Biểu tượng chính trong chủ đề đường hoa Tết Ất Mùi năm 2015 là mô hình con dê Ninh Bình. Đây cũng là sự kiện hướng tới việc chào mừng 40 năm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất 30 tháng 4 năm 1975 và 30 tháng 4 năm 2015. Bên cạnh việc xếp đặt những loại hoa đặc trưng của cả nước, đường hoa Tết Ất Mùi 2015 còn tái hiện lại hình ảnh làng quê Việt Nam yên bình với cánh đồng lúa triệu hạt, mái nhà tranh hiền hòa, tấm phản tre và đôi liễn đỏ. Không gian đường hoa Ất Mùi năm 2015 còn được lắp đặt hai màn hình LED trên đường Hàm Nghi để trình chiếu hình ảnh kỷ niệm 11 năm tổ chức đường hoa và quảng bá các lễ hội khác được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp mà Tết Ất Mùi 2015. Đặc biệt vào đêm bế mạc mùng 4 Tết Ất Mùi, đường hoa sẽ trở nên sôi động nhất,
trong không gian phố đi bộ trên đường Hàm Nghi, đoạn đường tiếp giáp vòng xoay công viên Quách Thị Trang đến đường Nam Kỳ Thới Nghĩa với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Theo như trang Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia chia sẻ thì chợ Bến Thành là một ngôi chợ nằm tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Chợ được khởi công xây dựng từ năm 1912 đến cuối tháng 3 năm 1914 thì hoàn tất. Chợ nằm giữa các đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn, công trường Quách Thị Trang tại phường Bến Thành, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 13.056 m². Nguyên thủy chợ Bến Thành đã có từ khi người Pháp xâm chiếm Gia Định. Ban đầu, vị trí của chợ nằm bên bờ sông Bến Nghé, cạnh một bến sông gần thành Gia Định, bây giờ là thành Quy, hay còn gọi là thành Bắc Quái. Bến này dùng để cho hành khách vãng lai và quân nhân vào thành, vì vậy mới có tên gọi là Bến Thành và khu chợ cũng có tên gọi là chợ Bến Thành. Đó là một tour ngắn dạo quanh đường phố Sài Gòn vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2020. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem clip này nhé và hẹn gặp lại ở một trong những clip tiếp theo. Tôi là Minh Nhân, kênh Đường Phố Sài Gòn. Chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Bây giờ tôi lại rong ruổi khắp mọi ngã đường Sài Gòn, tìm những điều thú vị để ghi hình và lại được hầu chuyện cùng mọi người. Nhớ đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông để có thể xem được những độ phim mới nhất từ kênh Đường Phố Sài Gòn nhé. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.